Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món trứng cút chiên nước mắm. Món này trẻ em rất thích và ăn cơm cũng ngon lắm. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có 40 cái trứng cút, 1 muỗng canh sa tế, 1 muỗng cà phê tương ớt, 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, nửa trái ớt sừng, 3 củ hành, 5 thép tỏi. Mình đi luộc trứng, 1 muỗng cà phê muối. Mình cho trứng vào bình luộc, trứng này mình đã rửa sạch sẽ. Mình để lửa trung bình và mình luộc khoảng 10 phút. Trứng chín rồi mình vớt ra cái tô nước lạnh cho nó mau nguội. Mình đi băm hành tỏi và ớt. Mình đi pha nước sốt, 1 muỗng canh ớt sa tế, 1 muỗng cà phê tương ớt, nước mắm 3 muỗng canh, đường 2 muỗng canh lưng lưng 30g, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 40ml nước hay là 3 muỗng canh. Mình khuấy cho tan đường. Mình cho trứng vào trong hộp, mình lắc để cho dễ lột. Trứng mình lắc rồi mình lột rất là dễ. Lột trứng xong, mình rửa sạch và mình thấm khô để khi chiên không văng dầu. Mình cho dầu vào chảo mình chiên trứng. Dầu nóng mình cho trứng vào mình chiên. Mình để lửa trung bình và mình đảo chậm chậm á, để cho nó chín đều. Trứng vàng mình vớt ra cái rổ cho nó ráo dầu. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho hành tỏi vô mình phi, mình để lửa nhỏ. Hành tỏi thơm mình cho ớt vào. Hành tỏi vàng mình cho nước sốt vào. Nước sốt bây giờ dầu dẻo mình cho trứng và mình đảo. Mình để lửa nhỏ, mình đảo đều cho ngấm gia vị. Thơm lắm cả nhà ơi, món này mà ăn cơm trắng thì rất là ngon. Nước sốt của mình sánh dẻo lắm rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình tắt bếp. Mình cho ra dĩa. Bây giờ mình thưởng thức, mình mời cả nhà nha. Dai dai giòn giòn, gia vị mặn mặn ngọt ngọt, độ cay nhẹ ngon lắm cả nhà ơi. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thì thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.